Phong xin mến chào các bác và anh em. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại test chất âm một cặp loa full đôi đến từ thương hiệu của Đức B3. Model của cặp loa này là B3S2153, hay là mã full đôi bass 40. Vâng, được sở hữu cho mình một cái thân hình rất là to cao vạm vỡ, chiều cao là 1m1, chiều sâu là 70 và chiều ngang là 60, trọng lượng là 63kg một thùng một quả này, công suất là 750W, độ nhạy 98 dB, trở kháng 4 ohm, tức là dòng loa cực kỳ là chất lượng. Khuyến khích cho các bác chơi những căn phòng gia đình rộng trên 30m2 trở lên, hoặc là các bác đánh không gian ngoài trời, đánh không gian mở, các quán cà phê sân vườn, nhạc phòng trà, hát cho nhau nghe, karaoke chuyên nghiệp. Vâng, các quán cà phê, karaoke kinh doanh, hoặc là các bác đi làm sự kiện, các buổi biểu diễn sân khấu, biểu diễn sân khấu chuyên sâu, phạm vi sử dụng rất là rộng, chất âm cực kỳ hay, công suất lớn, đẹp xuất sắc. Đó, dòng loa đỉnh cao của công nghệ âm thanh B3S2153, hay là mã full đôi bát 40, được sở hữu trên mình 2 bát 40, gân vải lụa tẩm dầu và một tép kèn trên một thân thùng, hai lỗ thoát hơi rất khủng phía đằng trước. Đó, tất cả các dòng loa mà có lỗ thoát hơi phía đằng trước là một ưu điểm về chất âm rất là hay. Thoát âm, thoát hơi nhanh, công suất lớn, tiếng bát đánh uy lực, đánh sâu, đánh gọn và đánh không có đuôi, cực kỳ hay. Tiếng trung ấm bay bổng, da diết và tiếng chép cực kỳ nảy giòn tơi. Các bác nhìn em một chiếc em để nguyên căng. Đặc trưng của dòng loa này, các bác đóng căng và bảo vệ bát tép, nhưng các bác vẫn được ngắm nhìn những cặp bát bên trong, đẹp cực kỳ là đẹp và thể hiện một đẳng cấp chất chơi. Các bác hình dung nhé, ví dụ những đôi loa mà bịt kín mít, khi các bác đóng vào thì các bác gần như các bác không được ngắm nhìn, nhưng những đôi loa mà người ta đóng căng vào vẫn được nhìn bát bên trong thì các bác yên tâm là nó rất là đẹp. Các bác vừa chơi âm thanh, du dương, hát karaoke, nghe nhạc, và các bác vẫn được ngắm nhìn cái tuyệt vời của cặp loa này. Đó là một thiết kế cực kỳ thông minh của đôi loa B7S2153, hay là mã này. Đó, rất là đẹp. Thùng vách của nó là thùng gỗ chống nước và sơn sần bóng. Thùng vách đẹp xuất sắc, 4 bát đều xuất sắc như nhau. Bác nào mà quan tâm đến nội thất thì kết nối Zalo Mỹ Cao Phong theo số 0368724218. Cao Phong sẽ gửi hình ảnh chi tiết về bát tép phân tần của cặp loa này, cũng như là hình ảnh video mở nội thất của cặp loa này cho các bác. Hàng bao zin, bao xịn sò luôn, bao hàng bãi xịn, đẹp xuất sắc luôn. Vâng, quá tuyệt vời. Em quay gần quá, ngắm nhìn cái bát này, bát nhiều sóng nhá, gân vải lụa tẩm dầu. Với cái gân vải lụa tẩm dầu còn rất là đẹp như này thì các bác chơi 3-40 năm nữa các bác chưa phải nghĩ đến thay gân. Độ bền gân rất là cao và loa gân vải lụa tẩm dầu thì nó mới chịu được công suất lớn. Đây, thùng vách của nó này, các bác nhìn đẹp chưa, rất đẹp nhá. Đó, rất đẹp luôn. Thùng gỗ chống nước và sơn sần bóng là đặc trưng của dòng loa bãi xịn B3. Những logo khắc chìm ở hai bên và tay sách vận chuyển này. Đây là thông số phía sau này, các bác nhìn thấy ngỡ ngàng chưa. Đây, thông số phía sau này, quay rõ các bác thông số phía sau này. S2153, hay là mã. Đó, B3 Trier, tem mã vạch. Đây, đường vào ra rất nhiều trích này. Đây, đánh cái giải tần xuống bát rất là sâu, 45Hz đến 16kHz, tức là xuống rất sâu và rất là rộng. Công suất 750W một quả, độ nhạy 98 dB, độ nhạy cao, trở kháng 4 ohm và 63kg một quả này. Đó, tức là cái độ nhạy 4 ohm này, là cái độ trở kháng 4 ohm này là nó rất là dễ ghép. Đấy, đánh với mọi cái, gần như với mọi cục đẩy luôn. Đấy, B3 Menel Factory LTD. Đấy, hàng đẹp tuyển chọn, rất là đẹp. Quay kỹ cho bác ngắm nghía, đẹp xuất thần luôn. Đó, những đôi loa giá trị, rất là giá trị. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ theo hai số hotline của trung tâm điện tử Cao Phong 0772260096, hoặc số Zalo là 0368724218. Cao Phong sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Bao zin tuyệt đối, bao đẹp và bao phê, bao hay cho các bác đôi loa này luôn. Đó, rất đẹp. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ điện tử Cao Phong một nút nhấn đăng ký kênh. Vâng, cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Mến chào các bác và anh em.